Hoàng Thùy Linh học vấn ra sao mà bị nói dạy đời người khác? Hoàng Thùy Linh đang gây xôn xao dư luận với màn trả lời họp báo khác thường. Cô bị cho là dạy đời người khác khi đã trả lời vòng vo và thậm chí còn kéo phóng viên lên sân khấu để chất vấn. Vậy học vấn, trình độ của Hoàng Thùy Linh thế nào? Hoàng Thùy Linh sinh ngày 11 tháng 8 năm 1988 tại Hà Nội. Cô nổi tiếng với vai trò diễn viên, ca sĩ. Ngoài ra, cô còn là người mẫu ảnh và người dẫn chương trình. Cô đã gặt hái được nhiều giải thưởng danh giá, trong đó phải kể tới 4 giải cống hiến, MV của năm, bài hát của năm dành cho Để Mị nói cho mà nghe, album của năm cho album Hoàng và ca sĩ của năm. Hoàng Thùy Linh sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Mẹ cô là một biên đạo múa của nhà hát ca múa nhạc Thăng Long, ba từng phụ trách kỹ thuật âm thanh của đoàn ca múa nhạc Công an Nhân dân và đoàn kịch nói Công an Nhân dân. Từ nhỏ cô đã theo các lớp học đàn, học múa. Nữ ca sĩ từng học múa 7 năm tại Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, khóa đào tạo diễn viên truyền hình của hãng phim truyện Việt Nam. Năm 2006, cô đỗ thủ khoa lớp đạo diễn truyền hình, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô tiếp tục theo đuổi con đường học vấn và nhận tấm bằng thạc sĩ lý luận phê bình điện ảnh vào năm 2010. Cô từng tiết lộ sẽ không dừng lại ở đây mà tiếp tục học lên tiến sĩ. Ngoài ra, cô còn là học trò của cố nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng. Mới đây, nữ ca sĩ trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Không ngại cưới, Chỉ cần một lý do.